đám cưới, đứa nhờ thịt bên đất nhà hàng xóm và cái kết. Người ta vẫn có câu bán anh em xa, mua láng giềng gần, hay hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, ý chỉ sự thân thiết, nồng hậu của tình làng nghĩa xóm. Đặc biệt là mỗi lúc nhà ai có việc, ở các làng quê, cảnh tượng làng xóm quây quần, xúm xít, mỗi người một tay, vui như Tết. Ấy thế mà mới đây, một đoạn video được chia sẻ đang khiến nhiều người bất ngờ. Một cụ bà tóc đã bạc phơ nhưng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc, một phát đẩy bật cả lò nướng than nóng rực. Hóa ra nhà hàng xóm có đám cưới, bày bếp nướng thịt bên phần đất nhà bà. Theo như đối thoại, cô áo trắng sang xin phép nhưng bà lại đi vắng. Vì đã đến giờ mời khách nên gia đình vẫn bày bếp ra. Khi trở về, bà một phần tức giận vì chưa nhận được thông tin, một phần lo lắng cháy tấm bạt của gia đình nên đã hành động như vậy. Dù đã được hàng xóm can ngăn nhưng bà vẫn không nguôi cơn giận. Cư dân mạng thì cho rằng bà cụ có phần hơi gay gắt, nhưng thái độ của cô áo trắng cũng không đúng mực. Do cô không xin lỗi mà liên tục trả treo mới khiến bà càng thêm phần bực tức. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy chia sẻ ý kiến của mình cùng Cán TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày.